Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay đúng là ngày cuối năm 31 tháng 12 năm 2020, là ngày thứ năm, và giờ này của chúng tôi đó là 1 giờ trưa ở tại miền Tây Hoa Kỳ. Nếu mà nhìn ở Việt Nam đó thì là 4 giờ sáng, tờ mờ sáng của Việt Nam, của năm mới. Xin có lời chúc mừng năm mới. Ở tại Úc đó, bây giờ đó là tại miền Tây đó, ở Perth đó là 5 giờ. Và ở tại miền Đông đó, Sydney và Melbourne đó thì đi sớm hơn đó, tức là đã là 8 giờ rồi. 8 giờ 1 phút, tôi phải coi lại giờ giấc. Thế và thông thường ra thì tôi đề cập đến một cái đề tài nào đó nó thuộc về thời sự, đề tài ảo. Nhưng mà trong mấy ngày vừa rồi đó, khi mà tôi đề cập đến cái vấn đề nước, một cái sản phẩm chiến lược mà người ta có thể giết nhau vì nước, nước trong ngọc kép đó, thì tôi hơi ngạc nhiên. Có nhiều người không rõ, không ngờ. Tôi không nói đến những cái người mà gọi là có gian ý, thế xong rồi lại còn xuyên tạc các thứ, họ đã không hiểu gì cả. Thì họ còn cố gắng gân cổ lên gọi là bênh vực Trung Cộng hoặc là bênh vực lãnh đạo Việt Nam bây giờ. Thì tôi thấy rằng là cái điều này nó cũng hơi lạ, là tại sao một cái vấn đề nó lớn đến như vậy mà thế giới và bản thân chúng tôi đã trình bày, đã báo động cả chục năm nay rồi. Mà tại sao nhiều người ngạc nhiên, ủa tại sao nó lại có cái chuyện nó lạ đến như vậy? Thì đó là lý do tại sao mà tôi cố gắng tìm hiểu thêm, trình bày lại cho nó rõ hơn. Đó là cái phần 1 của cái tiết mục giải ảo thời sự ngày hôm nay và cuối năm. Xin thông cảm cho tôi, giờ giấc nó lộn xộn. Và bên này ở tại miền Tây Hoa Kỳ, ở tại California chúng tôi đó, thì cái trận đại dịch xuất phát từ Vũ Hán đó, nó vẫn đang hoành hành. Và bản thân chúng tôi đó là đã mất một người bạn trẻ và dân bình, và ngay trong gia đình đó cũng có những cái người gọi là đã bị chuyện đó. Và trong giới nghệ sĩ nổi tiếng đó cũng có người đang bị đại dịch đó. Tôi không dám nhắc đến tên. Đều là những cái người bạn thân của chúng tôi. Chúng tôi tức là nhà tôi, nghệ sĩ Quỳnh Giao, và bản thân chúng tôi và đông đảo bằng hữu, tất cả chúng tôi đều biết chuyện đó. Thành thử ra đó là mỗi một khu vực, mỗi một thế giới, mỗi một quốc gia hay là mỗi một cái thành phần đó thì có những cái ưu tiên khác nhau. Tôi lùi về một cái ưu tiên đã được báo động mà vẫn chưa được nhiều người quan tâm theo dõi. Đó là cái hiện tượng giết nhau vì nước. Và cái hiện tượng đó là nó xảy ra ngay tại khu vực hiện hữu của đất nước chúng ta, của Việt Nam. Vì vậy đó, tôi phải trở lại cái đề tài này và đưa thêm một số những cái thông tin giúp ích cho mọi người có thể tìm hiểu, theo dõi và bổ túc. Và nhất là để cho những người không những đã không hiểu gì cả mà còn gân cổ lên cãi hỗn, cãi láo đó, thì tôi đành lòng cho cút đi chỗ khác. Bây giờ đó, các nước Á Châu thuộc loại gọi là mới nổi, emerging, mới phát triển về kinh tế đó, thì họ đều cần tới năng lượng cho cái công cuộc kỹ nghệ hóa hay là công nghiệp hóa. Nhưng mà nước cũng là loại năng lượng cần thiết, không kém gì dầu thô, khí đốt hay là than đá. Tại vì khai thác dầu thô, khí đốt hay than đá đó, người ta
đều cần đến nước. Trong lúc đó đó, đó là người ta cũng lại cần nước để lo cho miếng ăn, lo cho cái đời sống của mình. Thế thì trong cái cuộc mà gọi là thi đua về kinh tế đó, đó thì cái nhu cầu làm chủ cái nguồn dự trữ về năng lượng, làm cái chữ tôi dùng nói chung, đều dẫn đến tranh chấp về chủ quyền của lãnh hải và mở ra một cái cuộc thi đua võ trang tại châu Á, như là mâu thuẫn giữa Trung Cộng với lại Nhật Bản mà chúng ta đã thấy từ năm 2010 và lên đến cao điểm là năm 2012, tức là thưa quý vị và các bạn, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Tuy nhiên, quốc tế đó là ít quan tâm, chú ý đến về sự kiện đó là nhiều quốc gia. A Châu đã thi đua xây đập trên những nguồn nước tiếp cận của nhiều quốc gia. Và thưa quý vị và các bạn, xin làm ơn ghi trên sổ của quý vị và các bạn. Á Châu hiện nay là lục địa mà có xây đập nhiều nhất thế giới, hơn tổng số còn lại của các cái lục địa khác ở trên thế giới. Xây đập nhiều nhất và hơn tổng số các cái đập nước của cả thế giới còn lại, khác với lại các nước Tây phương. Nay đó họ đã từ bỏ việc xây đập, thì Á Châu đó, đó lại thực hiện quá nhiều công trình thủy lợi và thủy điện. Thí dụ đập nước này, hồ nước này, kênh đào chứa nước vân vân, và gây ra tranh chấp, gây ra hiềm khích và nghi ngờ giữa các nước cùng chia sẻ một dòng sông trên thượng nguồn hoặc là dưới hạ nguồn. Và cái mối nguy xung đột đó, vì cái hiện tượng xây đập đó, đó, nó có ý nghĩa chiến lược không kém gì cái cuộc thi đua võ trang đang nhìn thấy ở tại châu Á ngày nay. Thì chúng ta chỉ nhìn thấy theo truyền thông báo chí thông thường, nhìn thấy thi đua võ trang, bao nhiêu chiến hạm, bao nhiêu hỏa tiễn, bao nhiêu lực lượng không quân, rồi vân vân, những vệ tinh thế này thế kia. Người ta nói đến cái cuộc thi đua võ trang đó, mà người ta không nhìn thấy cái cuộc thi đua về trị thủy, quản trị luồng nước, và trong đó nó có xây đập ở tại châu Á. Vì vậy đó, tôi mất 8 phút đầu tiên để nhắc lại đến cả cái bối cảnh đó. Chúng ta đi ngược lại một chút. Và nếu mà tôi đã nói rồi đó, tôi vẫn cứ phải nhắc lại. Nước là cái nguồn sống không thể thiếu được. Nhưng mà nhiều khi con người chúng ta đó lại không nghĩ như vậy, mà vẫn cho rằng đấy là một cái kho trời vô tận, cũng tương tự như không khí mà chúng ta gọi là khí trời chẳng hạn đó. Về thực tế đó, đó, nước không là một nguồn sống hoàn toàn có khả năng tái tạo. Thí dụ như là hơi nước bốc thành mây, rồi mây lại đổ xuống thành mưa, và mưa ở trên đầu nguồn đó thì lại chảy xuống thành sông ngòi, rồi ra đến biển, và ở mặt biển đó lại bốc lên thành hơi nước. Thật ra đó, đó là đấy là một cái nguồn sống có giới hạn. Và nếu mà xứ này, quốc gia này tận dụng hoặc tiêu hủy cái nguồn nước đó, đó thì xứ khác đó có thể bị thiệt hại. Hôm qua tôi có nhắc đến một khái niệm về kinh tế, nói là zero sum game, tức là kết số là số 0. Người này mà ăn nhiều, hưởng nhiều, uống nhiều đó, đó thì người kia đó, đó có thể bị đói, bị khát. Chuyện đó là chuyện nó có thật về kinh tế của thế giới từ xưa đến nay. Nhưng mà bây giờ đó, nó lại đụng đến một cái tài nguyên đó, đó có giới hạn đó, đó.
khi mà con người ta chia sẻ một cái nguồn tài nguyên có giới hạn đó, thì cái việc giành giật nó có thể xảy ra. Giành giật nó xảy ra dưới nhiều gọi là hình thái khác nhau giữa các nước với nhau đó, thì cái việc mà giành giật đó nó là một cái hình thái đấu tranh. Tôi dùng cái chữ đấu tranh cho nó dễ hiểu. Nhưng mà dù cái hình thái đấu tranh đó nó âm thầm, nó không gây tiếng nổ, thì thực tế đó nó vẫn là chiến tranh. Tức là nó có yếu tố bạo động tiềm ẩn ở bên trong mà chúng ta không để ý, tại vì không nghe thấy tiếng nổ. Người ta mà chúng ta nên nhìn ra cái thực tế đó, nó rất lạnh lùng đó. Qua những cái kế hoạch xây đập hoặc là chiếm lĩnh nguồn nước, khiến cho các quốc gia cùng sống nhờ một dòng sông, phải ứng xử theo cái lối đấu tranh. Và trong đấu tranh đó, họ còn chấp nhận được cả một cái hình thái có tính chất bạo động. Thì lúc này chúng ta mới gọi nó là chiến tranh. Và chuyện đó nó đang xảy ra trước mắt chúng ta mà nhiều người không ý thức được. Thế thì cái giải pháp lý tưởng giữa các nước đó là nên hợp tác trong cái tinh thần trách nhiệm. Và tức là thay vì chỉ nghĩ đến cái lợi ích riêng của chính mình mà gây hại cho các quốc gia khác, thì phải tìm nghĩ đến cách hợp tác. Nhưng mà đấy là cái chuyện lý tưởng. Và các nước độc tài đó, hoặc thiếu dân chủ đó, thường bất chấp lý tưởng mà lại còn khơi dậy cái tinh thần ích kỷ của người dân hoặc gọi đó là chủ nghĩa dân tộc. Cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta cần phát huy chủ nghĩa dân tộc, nhưng mà cái hình thái phát huy đó, cái chủ nghĩa đó nó như thế nào đó, đó nó đòi hỏi nhiều hơn, là một khẩu hiệu. Nó đòi hỏi cái khả năng suy tư chuyện đó. Bây giờ trên cả thế giới đó, lục địa Á Châu là nơi đông dân nhất, nhưng mà lãnh thổ quá rộng và đông dân lại có cái diện tích nước rất giới hạn. Cái diện tích nước đó, tôi phải nhắc lại đến cái một cái khía cạnh khác mà chúng ta không để ý, kể cả quý vị và các bạn còn trẻ khi mà đi học môn gọi là sử địa chẳng hạn, đó không có để ý đến chuyện này. Cái diện tích nước đó, nó gồm có sông, ngòi, ao, hồ để nuôi sống người dân ở ven bờ. Và Á Châu đó, cũng lại là nơi không chỉ có cái diện tích nước đó, giới hạn nhất, mà lại là có nhiều công trình thủy lợi nhất. 72% của thế giới, cái công trình thủy lợi của thế giới đó, 70% của thế giới đó được thực hiện ở tại Á Châu. Mà 70% đó, đó của thế giới đó chính là để giành lấy cái nguồn sống quý báu đó là nước. Chúng ta không tưởng tượng được nó đang có một cái sự tranh đua giành giật nó tệ hại đến như vậy. Và trong số các cái quốc gia có diện tích nước thuộc loại thấp nhất địa cầu đó lại có Trung Cộng, dù họ có hai cái con sông lớn của châu Á như là Hoàng Hà hay là Dương Tử, hoặc có những cái mặt hồ nổi tiếng mà trong văn chương văn học. Cũng như tôi phải nói thêm rằng là nếu mà tính theo gọi là diện tích khả canh, lãnh thổ của họ có 10 triệu cây số vuông. Trung Cộng đó là có một lãnh thổ 10 triệu cây số vuông, nhưng mà cái diện tích khả canh, tức là khả dĩ canh tác được đó, đó chỉ bằng, thưa quý vị và các bạn, 1/3 cái số trung bình của thế giới thôi. 1/3 số bình quân của thế giới thôi. Thành ra khi mà tôi nói rằng là Trung Cộng là một cái xứ đói ăn, không có diện tích canh tác đủ lương thực cho họ, khát dầu, không có như năng lượng như là dầu thô và khí đốt,
thì tôi nói đến chuyện nó như vậy đó, là chuyện nó có thật, nó dựa trên cơ sở của thống kê về kinh tế. Mà tôi có nói nhiều lần, nhiều người đó là tôn thờ Trung Cộng đó, là có thể rằng là không hiểu cái điều tôi nói nữa. Không sao, họ tiếp tục đi vào trong cái hang đá của họ, nhưng mà chúng ta không thể nào là con sâu cái kiến đi vào trong cái hang đá đó, là tại vì đất nước chúng ta đó đang bị đe dọa. Chuyện thứ nhì, ngoài cái yếu tố địa dư hình thể là diện tích khả canh, diện tích canh tác thấp nhất chỉ bằng 1/3 trung bình của thế giới nếu mà so với lại dân số đó. Và thứ nhì nữa là diện tích nước đó, đó có giới hạn nhất ở trong các nước. Thì Trung Cộng lại còn có một vấn đề khác, vấn đề an ninh và chính trị. Họ kiểm soát được cái nguồn sống ở trên đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn. Tức là sau khi tấn công Tây Tạng từ năm 1950, chiếm phân nửa lãnh thổ ở miền Đông, năm 1959 họ chiếm nốt cái phân nửa còn lại, và từ đó kiểm soát được một phần lớn của dặn Hy Mã Lạp Sơn và các đỉnh núi tuyết, tức là gọi là mái trời của thế giới, là nơi xuất phát các con sông lớn nhất của cả lục địa Á Châu. Và việc mà họ khai thác một cách vô trách nhiệm hoặc là lạm thác, tức là khai thác mà lạm dụng, gây ra phao phí, gây ra thiệt hại cho xứ khác đó, ở tại khu vực Hy Mã Lạp Sơn đó, nó đã gây ra lũ lụt và hạn hán ở dưới chân núi, và tạo thêm cái hiện tượng gọi là đẩy lui băng sơn. Đỉnh tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn nó càng ngày càng thu hẹp lại, và tuyết mà tan trở thành nước để chảy xuống dưới đó càng ngày càng ít hơn. Thành ra đó người ta có cái hiện tượng tuyết tan núi lở, và cái lượng nước chảy từ ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn xuống đến các con sông lớn của Á Châu đó, nó cũng giới hạn dần, nó cũng nguy kịch, như là cái hiện tượng băng tuyết bị sụt giảm ở trên Bắc Cực. Bây giờ đó, cái thế giới Tây phương tiên tiến, hiểu biết đi xa hơn chúng ta, cứ báo động nhau về cái nạn gọi là nhiệt hóa địa cầu nóng lên là vì than khí thổi lên, thế rồi hoặc là vì vậy đó nó mới đưa ra cái hiệu ứng gọi là lồng kính chẳng hạn, do cái công cuộc kỹ nghệ hóa nó gây ra cho trái đất và nó đe dọa mưu sinh của con người. Thế giới Tây phương đâu đã ngu từ hơn nửa thế kỷ về trước, đã nói rằng là nhân loại đó là đẻ nhiều quá, sản xuất ra ít quá, thành ra sản lượng không đủ cho nhân loại nuôi sống cái miệng con người. Thế rồi đó lại lại còn đi hủy hoại mưu sinh nọ kia. Cái sự ngu xuẩn đó của Tây phương đó đã thấy từ ngày xưa rồi, qua cái gọi là Club of Roma, câu lạc bộ Roma, họ đã báo động cái chuyện đó, chuyện nhảm nhí. Mà bây giờ đó là họ đang tiếp tục lại báo động về chuyện đó, trong khi đó là câm nín trước cái hiện tượng có thật và đếm được là Trung Cộng đó tiêu hủy cái nguồn nước ở trên thượng nguồn là Hy Mã Lạp Sơn. Thế giới đó không những đã dốt về khoa học, tôi nói là thế giới Tây phương tiên tiến đã dốt về khoa học, về kinh tế, mà còn hèn về ngoại giao và chính trị. Bây giờ đó là câm nín, không dám đụng chạm đến cái chuyện đó, là tại vì đụng chạm đến Trung Cộng là cái nền kinh tế có thể tạo ra cơ hội kiếm tiền cho nhiều quốc gia khác vụt mặt vào ăn ở trong cái thị trường của Trung Cộng. Mà bất chấp cái sự thể đó thì Trung Cộng coi người dân của họ như mưu thú, và coi các nước khác đó man di mọi giờ, không kể, không cần. Đã vậy đó, Trung Cộng còn phá hoại cái nguồn sống ở dưới hạ nguồn qua cái việc mà xây dựng kinh đào của họ để lấy nước tiêu tưới cho các cái khu vực khô cằn của họ,
Thí dụ như là lấy nước sông Dương Tử và cả thượng lưu của sông Mê Công, tức là ở cuối nguồn đó, đó sông Mê Công đó là chính là sông Cửu Long của chúng ta đó, đó. Họ khai thác như vậy và để lấy sông nước sông Dương Tử, tức là sông Trường Giang và kể cả thượng nguồn của sông Mê Công đó, tự tưới đẩy vào sông Hoàng Hà, bất kể đến tai họa cho cư dân ở dưới, và cái việc thiết kế các cái đập thủy điện của họ đó cũng nằm trong cái chiều hướng đó. Thành ra cái vấn đề trị thủy nó có một cái khía cạnh tiêu tưới đó cho cành nông, và nó có một cái khía cạnh thứ nhì của trị thủy là năng lượng, tạo ra đập nước để có thể rằng là có những cái đập thủy điện chế tạo ra điện nhờ sức đẩy của nước. Nhưng mà Trung Cộng đó không là quốc gia duy nhất trong cái kế hoạch tai hại đó ở tại Á Châu. Chúng ta phải nhìn thấy trên toàn cảnh, không phải là chỉ vì mình thù ghét Trung Cộng mà mình nói ra chuyện đó. Tại vì các quốc gia khác đó cũng có trách nhiệm trong cái việc, trong cái hiện tượng lạm thác, thác là khai thác đó. Tôi dùng những cái chữ đã quen thuộc từ lâu mà giờ này rất là trở thành xa lạ với lại nhiều người, là tại vì chúng ta đó là tự cắt đứt với lại cái văn hóa, tự cắt đứt với quá khứ, và thậm chí đó là tự cắt đứt với tương lai, không hiểu gì về cái đời sống của thế giới và cái nạn thiếu nước. Tôi cuối năm tôi cũng phải nhắc lại chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là nó cũng không thừa. Nhiều quốc gia khác đó cũng là gây mâu thuẫn với các cái liên bang của mình, đó là vì họ xây đập ở trên thượng nguồn mà không thèm quan tâm đến quyền lợi và đời sống của các nước khác ở chung quanh, và nhất là ở dưới hạ nguồn. Thì cái loại mà chủ nghĩa dân tộc bằng đập nước đó là một cái hiện tượng mới và nó đáng ngại ở tại bốn khu vực tất cả. Tôi phải ghi lại như vậy, và tôi mong rằng là quý vị và các bạn đã cũng chịu khó ghi lại một chút để chúng ta hiểu được là chúng ta đang sống bên bờ của cõi chết mà không ý thức được. Cái khu vực thứ nhất là giữa Trung Cộng với hầu hết các nước láng giềng ở tại Á Châu, do vị trí của xứ Trung Hoa với cái đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn, đó là một trong những cái khu vực đó, đó gây ra vấn đề. Khu vực thứ hai đó, đó là tại bán đảo Nam Á. Chúng ta cứ tưởng tượng phía nam của Á Châu, bán đảo Nam Á đó là tức là chúng ta nghĩ đến xứ Ấn Độ, bên cạnh có Afghanistan là A Phú Hoãn, bên cạnh là có Pakistan, phía bắc có Trung Cộng và nhiều nước khác, và trên phía bắc cũng có Hy Mã Lạp Sơn, và cũng có những cái chuyện đụng độ giữa Ấn Độ với lại Trung Cộng. Cái khu vực thứ ba là giữa năm nước Cộng hòa Trung Á, thì trước tôi có nhắc đến rồi, lấy tên là có cái chữ gọi là tiếp vĩ ngữ là chữ stan đó, là đất, đó là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Thành ra chúng ta phải nhớ lại đến cái chuyện đó, biết rằng là nó có những cái tranh chấp như vậy đó, nó đang xảy ra trước mắt chúng ta, mà tại vì nó không có tiếng nổ, chúng ta không biết rằng là đấy là một cái hình thái chiến tranh. 24 phút khi tôi trình bày là luôn luôn tôi phải canh giờ đặng để biết được cái khả năng tập trung theo dõi của mọi người. Tôi cố gắng trình bày nói cho nó rõ, nó lớn, thì có khi rằng là vì những cái lý do kỹ thuật quý vị nghe không rõ, hoặc là thấy tôi nói chậm quá các thứ, xin quý vị chịu khó tự điều chỉnh lấy. Bây giờ đó, chúng ta đi qua đến một cái phần khác, đó là cái bước nhảy vọt của các nước đi sau. Thấy các nước đi trước họ làm như thế này, như thế này, như thế này,
cách đây 100 năm, 150 năm hay là cách đây 60 năm, nửa thế kỷ chẳng hạn đó, thì các nước đi sau đó cũng học theo cái đó, học theo cái cách mà họ làm, mà không học theo những cái bài học mà đã họ đã tiếp nhận được. Tại sao họ không làm nữa? Tại sao các nước tiên tiến không làm nữa mà các nước đi sau vẫn cứ lao vào cái chỗ đó? Trên thế giới đấy, đa số các cái đập nước đều đã được thực hiện trong khoảng 50 năm cuối cùng của thế kỷ thứ 20. Tức là từ quãng, nói cho nó dễ nhớ, 1950 cho đến năm 2000. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở vào năm 2021 rồi. Chúng ta bắt đầu cái thập niên thứ 3 của thế kỷ thứ 21. Từ 2021 cho đến 2030. Thế giới đó là đã xây rất nhiều đập trong 50 năm sau của thế kỷ thứ 20. Thế thì tự thân đó, đó, cái đập nước đó, nó là một cái phát minh nó rất cổ và nó có đem lại lợi ích cho con người nếu mà nó được, các cái đập nước đó, chúng được nghiên cứu và thiết kế một cách hợp lý. Nhưng cái lợi ích đó, đó, đó nó là điều tiết cái nguồn nước và cái mực nước trong cái tinh thần dùng cái chữ trị thủy đó, tức là quản trị về nước đó, để tránh lũ lụt, để dùng nước tiêu tưới những cái khu vực mà canh tác cần nước ở dưới, để trữ nước vào mùa mưa, rồi còn dùng nước đó vào mùa cạn, và để dùng sức nước tạo ra điện năng gọi là thủy điện và dẫn nước ngọt vào các cái thành phố cho người dân có thể sử dụng nước ngọt, thay vì rằng là đi ra ao hồ giếng nước các thứ và càng ngày càng bị ô nhiễm. Thế thì những cái lợi ích mà ở trên thượng nguồn của một dòng sông đó, đó nó lại có thể, chúng lại có thể gieo họa cho chính quốc gia đã thực hiện các cái đập nước. Chúng ta để ý đến thí dụ ngay ở tại Việt Nam, cái đập sông Chanh của Việt Nam ngày nay đó. Nhiều người ngày nay ở tại Việt Nam còn không nhớ đến cái đập sông Chanh nữa là cái gì nữa. Thế thì các quốc gia tiên tiến Tây Phương đó, đó, họ đi trước và họ đã hiểu ra cái lẽ tương đối của lợi và hại, cho nên họ không còn xây đập nữa. Trong khi đó, 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 và trong những cái giai đoạn mười mấy năm vừa qua đó, các nước đang phát triển đều có những cái kế hoạch và nhịp độ xây đập như nhau trong vòng hơn 10 năm vừa rồi, và sẽ tiến đến cái mức mà bị bão hòa, tức là quá nhiều và hết còn đất hay là nước để xây đập nữa. Chuyện đó, đó, đó nó là một vấn đề mà những cái quốc gia đó, nếu mà có một cái bộ kế hoạch và bộ khoa học kỹ thuật và môi trường đó, đó xứng đáng với tên của nó, đã phải nhìn thấy chuyện đó không? Mù, không thấy. Việt Nam là như vậy đấy. Hoa Kỳ đó, đó là một quốc gia có nhiều đập nước nhất trên lãnh thổ trước khi Trung Cộng xuất hiện, với lại cả gọi là vạn những cái đập nước của họ từ mấy chục năm nay. Tại Hoa Kỳ đó, đó, cái số đập nước được lệnh ngưng hoạt động đã vượt qua nhịp độ xây dựng các cái đập mới. Nước Mỹ ngày nay đó, đó có thể xuất cảng kỹ thuật và các cái kỹ sư về trị thủy, về thủy lợi, rồi sản xuất ra những cái lò tuộc pin dùng sức nước làm ra điện, nhưng mà họ không xây đập nữa. Họ bán tuộc pin cho những cái nước ngu khác, họ lấy tiền bỏ túi các cái nước kia đi về dùng tuộc pin đó đi xây đập. Họ, tức là Mỹ đó, đó, họ biết, và họ biết quan tâm đến mưu sinh và không cho phép xây thêm những cái đập mới. Còn Trung Cộng đó thì đi sau nên muốn qua mặt các nước tiên tiến, đặc biệt các nước Hoa Kỳ,
vì nghĩ đến cái lợi ích trước mắt của sức nước. Kiểm lại xem rằng là quý vị có nghe được rõ hay không. Nhiều khi là tôi bị cái gián đoạn về kỹ thuật thì cái đó phải xin thông cảm. Nó vượt khỏi cái khả năng kiểm soát và chống đỡ của bản thân chúng tôi. Bây giờ thế thì chúng ta mới tìm hiểu tiếp nửa tiếng đồng hồ rồi. Cái giới chuyên gia đó nó mới đánh giá cái kích thước của một cái đập nước đó ở cái chiều cao và ở dung tích, được cái khối lượng nước mà một cái hồ nước đó được ngăn lại ở trên thượng nguồn. Một đập nước được coi là lớn khi có chiều cao từ 15 thước Tây trở lên, và khi mà trữ lượng trong hồ đó là ít ra là từ 3 triệu khối nước, gọi là 3 triệu thước khối đó, nước ở trên. Trung Cộng đó đó khoe rằng họ đã xây dựng được hơn phân nửa trong tổng số 5 vạn, tức là 50.000 đập nước đó, thuộc loại lớn đang hiện hữu trên mặt địa cầu. Đấy là một cái thành tích chúng ta phải suy nghĩ lại mà xem và so sánh với lại lịch sử với quá khứ. Đấy là một cái thành tích nó vĩ đại, không kém gì cái việc mà họ xây dựng ra vạn ly trường thạch, nó khiến cả triệu người chết từ thời chiến quốc sang đến thời nhà Minh. Và giữa đó thì chúng ta đã nhìn thấy một thời của Tần Thủy Hoàng Đế. Thực tế thì cái số đập nước của Trung Cộng đó đó còn nhiều hơn tổng số đập nước ở trên thế giới. Mà tôi nhắc đến là thế giới văn minh họ không xây đập nước nữa, chỉ có những cái nước đang phát triển về sau còn đi thi đua xây đập, và Trung Cộng đó là xây đập nhiều hơn tổng số đập nước đã có trên thế giới. Nếu mà chúng ta lại nhìn vào một cái tấm bản đồ về vị trí của các cái đập nước ở tại Trung Cộng đó, người ta thấy ra ba cái trung tâm đáng ngại nhất tại miền Tây trên Hy Mã Lạp Sơn đó, và cao nguyên Tây Tạng, họ gọi là cao nguyên Thanh Tạng, tức là họ lấy Tây Tạng và Thanh Hải họ gom lại đó. Thì với việc hút nước từ những cái nơi khác đổ ngược vào sông Hoàng Hà để tiêu tưới miền Bắc khô cằn, đó là một nơi gọi là vị trí rất lớn của các cái đập nước của Trung Cộng. Ở tại miền Đông đó, đó là cái thủy lộ, là cái con đường nước nối liền Bắc Kinh với lại Nam Kinh. Tại Trung Nguyên ở giữa thì đấy là con đường nước ngọt từ đập Tam Hiệp dẫn tới Bắc Kinh, còn trổ ra tới Thượng Hải. Và cái đập Tam Hiệp trong cái năm 2020 vừa rồi đó, đó đã gây ra nhiều vấn đề trên thế giới, mà hư thực ra làm sao, cái tình trạng tổn thất hiện gọi là thiệt hại nó như thế nào đó, lãnh đạo của Bắc Kinh, lãnh đạo của Trung Cộng đó giấu kín. Và đấy là những nơi có thể gây ra những cái tai họa vĩ đại về môi sinh cho chính người dân của Trung Cộng, chưa nói đến ở các cái nơi khác. Cái chuyện đấy nó chưa xảy ra đó, đó thì cả tỷ người dân tại các quốc gia lân bang ở dưới hạ nguồn, từ Ấn Độ qua tới Bangladesh, qua tới Miến Điện, qua tới Lào, Miên, Việt Nam và cả Thái Lan đó, đều có thể bị thiệt hại. Môi trường đó, đó là sinh sống đó, đó là bị thay đổi. Cụ thể đó, đó thưa quý vị và các bạn, ba cái vựa lúa gọi là lúa nước truyền thống của Á Châu và của thế giới đó, là Việt Nam, Thái Lan và Miến Điện đó, đó sẽ bị ảnh hưởng vì Trung Cộng cướp nước ở trên đỉnh. Mà khi mà lãnh đạo Bắc Kinh đó, đó nói đến cái gọi là chuyện họ gọi là quyền lợi cốt lõi, hạch tâm nghĩa lợi, tức là lợi ích có chính nghĩa, chính đáng và thuộc về cốt lõi đó, đó chữ của họ đó. Họ cứ nhắc đến Tây Tạng
chúng ta cũng nên nhớ rằng nguồn nước Hy Mã Lạp Sơn và cao nguyên Thanh Tạng là chiến lược của Trung Cộng. Đó là chiến lược xương tủy của họ, hạch tâm, cốt lõi của họ. Và nó cũng lại là cái mối nguy sinh tử cho các lưng bang. Rồi đáng ngại hơn vậy, 35 phút rồi. A Châu có 57 dòng sông thuộc loại quốc tế, tức là những con sông chảy qua nhiều quốc gia, mà chỉ có 4 dòng sông là có hiệp ước hợp tác giữa các nước liên hệ để cùng khai thác theo một cái sự thỏa thuận chung. 57 chỉ có 4 thôi. Còn lại 53 dòng sông kia rồi, vẫn được thả nổi. Thả nổi trong cái ý nghĩa nó mỉa mai. Và cái cường quốc mới nổi của A Châu là Trung Cộng rồi đó, thì thượng tự cho mình cái đặc quyền khai thác cái nguồn tài nguyên chung mà bất kể tới thiên hạ. Và những gì xảy ra ở ngoài Đông Hải của Việt Nam hay là cái vùng biển Đông Nam Á của đất nước chúng ta đó, với những cái quần đảo như là Hoàng Sa, Trường Sa chẳng hạn, nó chỉ là một mặt của cái truyền thống ăn cướp của Trung Cộng mà thôi. Chúng ta không chỉ nhìn ra Biển Đông, chúng ta nhìn thấy trên thượng nguồn những cái dòng sông lớn của đất nước chúng ta. Nhưng mà Trung Cộng cũng vẫn không vượt qua khỏi cái định luật của tạo hóa. Là chúng ta mới trở lại trên toàn cảnh. Tôi cố gắng, tôi đi dần đến cái phần kết luận. Cả cái lục địa Á Châu đó, vẫn còn nguyên cái hình thể của họ. Nó không di chuyển, nó không có chạy đi đâu được. Và nguồn nước họt như là ở trong quá khứ, nhưng mà dân số lại đông gần gấp 3, và cái nhu cầu về nước đó lại còn cao hơn gấp bội, và có một sự thay đổi. Địa dư hình thể nó như vậy, nhưng mà cái sinh hoạt của xã hội, sinh con đẻ cái, rồi tạo ra của cải lương thực ở kia, nó tăng lên gấp 3. Và cái nhu cầu về nước cho những cái sinh hoạt mà nó đã tăng gấp 3 như vậy đó, thì nó cao hơn gấp bội. Và trong hơn nửa thế kỷ vừa qua đó, là dân số Á Châu đó là từ 1 tỷ rưỡi, nay đã lên đến hơn 4 tỷ người. 1 tỷ rưỡi lên 4 tỷ người. Và cần nước ngọt nhiều hơn nữa. Và trong khối Á Châu đó, đa số các quốc gia mới chỉ thành loại đang phát triển thôi, emerging market, hoặc mới nổi lên khi khởi sự kỹ nghệ hóa và đô thị hóa, tức là công nghiệp hóa và xây dựng vùng nông thôn thành đô thị đấy đấy, từ có mấy chục năm vừa qua. Và điển hình là Trung Cộng, Ấn Độ, điển hình các nước Đông Nam Á, sau đi sau các nước Đông Bắc Á. Đông Bắc Á thí dụ như là Nhật Bản, Nam Hoàn này, Đài Loan và các nước Đông Nam Á, đó là chúng ta nhìn thấy hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chẳng hạn. Nếu mà ngày xưa người ta cần nước cho canh tác và vận chuyển, ngày nay đó, các quốc gia cần nước còn nhiều hơn nữa cho công nghiệp. Và họ không thể khai thác hãng xưởng bằng nước biển được, họ cần nước ngọt. Và cái đó, đó họ lại phải chiếm được cái nguồn nước đó. Vì thế mà cái lục địa khô cằn nhất của địa cầu là châu Á nay đang là lục địa khát nước nhất thế giới, với lượng nước ngọt tính ra cho một đầu người, bình quân cho một đầu người đó, chỉ bằng phân nửa của trung bình của thế giới. Nhưng mà nó lại còn một nghịch lý khác đó. Có nghĩa toàn cầu đó là Á Châu hiện đang là một cái đầu máy kinh tế có thể mua bán, nhất là xuất nhập cảng nhiều nhất với các nước. Á Châu trong đó đương nhiên có Trung Cộng, đương nhiên có Ấn Độ, đương nhiên là có các quốc gia Đông Nam Á và đương nhiên có các quốc gia Đông Bắc Á nữa. Đang là một cái đầu máy kinh tế cho thế giới, cho nên nó lại càng cần nhiều nước hơn xưa nữa. Thế mà nếu mà nhìn vào tương lai của 20-30 năm sắp tới, chuyện các nước giáo giết đi tìm nước, giữ nước và hủy diệt nước đó sẽ còn tiếp tục, và trừ phi có đại chiến vì nước. Cho nên người ta không thể quên rằng ngoài khủng hoảng vì dầu khí,
và cả chiến tranh nữa, chúng ta còn có cái nguy cơ khủng hoảng vì thiếu nước. Và cũng chính là cái nguy cơ đó mới khiến các quốc gia xây đập giáo giết, đã tạo ra cái sự đã rồi, họ muốn làm càng sớm càng hay, đặng để cho nếu mà thế giới quan tâm đến chuyện đó mới nói thôi, quý vị làm cái này nhiều quá, nó gây nguy hiểm cho quý vị, gây này kia, bảo ôi chúng tôi đã lỡ rồi, xây xong rồi. Thì tức là họ tạo ra cái sự đã rồi, nhưng mà nó lại gây ra cái rủi ro cho cả cái khu vực. 40 phút rồi, tôi xin đi vào kết luận đó. Các nước Á Châu đang thi đua vì nước và có thể giết nhau vì nước. Và nếu dầu thô hay khí đốt đó, hoặc than đá là những cái sản phẩm chiến lược cho cái công cuộc gọi là công nghiệp hóa hay là kỹ nghệ hóa đó, của mọi quốc gia, thì nước là cái sản phẩm sinh tử vì nó ảnh hưởng đến lương thực và đến nguồn sống của mọi người. Cái đó ngày hôm qua tôi có nhắc đến, tôi phải nhắc lại, đó là kết luận. Khi mà các nước ích kỷ và hung bạo lại quốc hữu hóa cái nguồn nước, nguồn nước đó đáng đã chia chung với nhau, đây là của quốc gia, cũng giống như là chúng ta đã nghe thấy nói đấy, là tại Trung Cộng và tại Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay, đất đai là quyền sở hữu của toàn dân, nhưng mà do nhà nước thống nhất quản lý đó, là khi nhà nước thống nhất quản lý đó, nhà nước thực sự ra là quốc hữu hóa đất đai, nhưng quốc hữu hóa luôn cả cái nguồn nước, thì cái vai trò của chính quyền và nó mới là quan trọng, và của các cái tổ chức quốc tế đó, nó mới trở thành một chuyện các tổ chức quốc tế đó không thể nào gọi là can thiệp vào những cái chuyện này. Mà các tổ chức quốc tế đó có báo động nhưng mà không làm được cái gì cả. Và trong bối cảnh chung của cái nạn thiếu nước, cái việc xây đập và lạm thác, tôi lại dùng lại cái chữ này, quý vị nhớ, cố gắng ghi lại và sử dụng, là tại vì nó ngắn gọn và nó giải thích sẽ được. Lạm dụng trong cái việc khai thác đó, nó là một cái nguyên nhân xung đột về sau này. Và Trung Quốc đó, đứng đầu trong cái hiện tượng lạm thác đó. Và khi mà huy động dư luận quốc tế hậu thuẫn các nước cho một cái giải pháp đa phương ở tại ngoài Đông Hải đó, thì chúng ta, các nước Đông Nam Á và cả Việt Nam đó, đừng quên rằng chúng ta còn có cái mối nguy không chỉ có ngoài biển, mối nguy ở ngay trong lãnh thổ. Và cái đó, nó là một cái kết luận chúng ta cũng phải để ý thấy. Và báo động với lại các nước khác đó, là chúng ta nhắc đến hai khía cạnh một lúc. Chuyện các cái quần đảo bị chiếm đóng, bị quân sự hóa, bị Trung Cộng. Đấy, cái đó từ năm 2013, mà trước đó, lại còn lạm thác luôn cả thượng nguồn của những cái con sông lớn của châu Á, trong đó có Mekong của Việt Nam. Thì chúng ta để ý đến những đó. Và tôi nghĩ rằng là các nước Tây Phương đã đi qua cái giai đoạn phát triển khác, nên họ quan tâm đến cái môi trường sinh sống của họ, yếu tố môi sinh và môi trường sinh sống đó. Họ quan tâm đến cái đó nhiều hơn những cái vấn đề nhân quyền hay là tôn giáo. Thì cái yếu tố môi sinh đó, nó cũng có thể được nhiều quốc gia, nhiều tổ chức ngoài chính phủ, những cái NGO đó, tham gia vào cái cuộc đấu tranh của các nước. Thành chúng ta, người Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nước đó, tôi không nói rằng là không nên, mà tôi nói rằng là nên nhìn thấy cái vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo là quan trọng, đấu tranh cái đó. Nhưng mà để ý thêm một cái nữa của những cái nước quốc gia gọi là nó giàu có và nó sợ chết, nó quan tâm đến môi sinh. Cái yếu tố môi sinh đó do Trung Cộng gây ra cho các nước liên bang đó, nó cũng là có cái khả năng vận động cho người Việt của chúng ta, hay cho nhiều quốc gia Á Châu ở dưới sự khống chế của Trung Cộng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, 45 phút của một cái chương trình cuối năm, nhắc đi nhắc lại cũng vẫn không thừa. Và cầu chúc cho quý vị và các bạn, mọi người đi qua được một năm mới yên lành, bình an, và nó hạnh phúc hơn cái năm đang kết thúc trước mắt chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.